Đức Thế Tôn dạy, có hai hạng người không thể trả ơn được, đó là mẹ và cha. Nếu một bên dai cổng mẹ, một bên dai cổng cha, suốt một trăm năm, cho đến khi cha mẹ được trăm tuổi, nếu đắm bóp, thoa dầu, tắm gội, và dù tại đấy mẹ cha có giải tiểu tiện, đại tiện, như vậy cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ cho mẹ, cho cha may mắn thay ngài còn dạy thêm ai có cha mẹ không có chánh tính thì khuyến khích hướng dẫn cha mẹ an trú vào chánh tính có cha mẹ theo ác giới thì khuyến khích hướng dẫn an trú vào thiện giới có cha mẹ gian tham thì khuyến khích hướng dẫn an trú vào bố thí cúng dường có cha mẹ theo ác trí thì khuyến khích hướng dẫn an trú vào thiện trí làm được như vậy là đền đáp tròn đầy ân đức của mẹ cha. Những lời dạy ý, ác hẳn, luôn nằm trong tâm khảm của Sariputta, một người con đại hiếu và một vị thánh hạnh nguyện cao thượng vô biên. Đó là vì cho đến lúc ngày sắp kết thúc kiếp sống cuối cùng, mẹ ngài, bà Rupasari, vẫn chưa có đức tin nơi tam bảo bà vẫn là một tín đồ bà la môn giáo trung kiên lúc nào cũng đố kỵ thù ghét giáo pháp của đức phật và các đệ tử của ngài sariputta sanh trưởng trong một gia đình bà la môn giáo ngài có ba anh em trai và ba chị em gái cả bảy anh chị em đều lần lượt xuất gia với đức phật và đắc thánh quả a la hán lúc lập gia đình ba chị em gái mỗi người sanh một trai ba người con trai này cũng xuất gia, gia nhập tăng chúng. Cứ thế, lần lượt từng người con, từng đứa cháu, bỏ nhà ra đi, xa rời bà Rubashari, trở thành đệ tử Phật, lấy tăng chúng làm thân quyến. Mây mù vô minh dày đạt bủa dây, sợi dây luyến ái ngày càng trói siết, giật giả trái tim bà. Có lẽ vì thế mà bà cam giận Đức Phật, nghi kỵ Pháp Bảo, thù nghịch chư tăng. Thấy mẹ như vậy, ngoài tình yêu thương của người con hiếu thảo, lòng ngài Sariputta còn tràn ngập niềm bi mẫn trước vô minh lầm lạc và bất thiện nghiệp của mẹ. Đến cuối cuộc đời, ý muốn báo đền công ơn sanh thành dưỡng dục cho mẹ càng thôi thúc ngài hơn bao giờ hết. Dù sức tàn lực kiệt, ngài cũng quyết tâm trở về quê nhà, thăm mẹ lần chót để cứu độ mẹ thoát khỏi dòng đau khổ triền miên. Với quyết tâm ý, sau khi được đức Tôn sư cho phép về quê hương để nhập diệt, ngài Sariputta cùng ngài đa người em trai và cũng là thị giả của ngài, dẫn 500 vị tỳ khưu trở lại làng Nalaka nơi chôn nhau các rúng, nơi có người mẹ già còn lặng ngục trong bể trầm luân. Trên đường đi, Sariputta lâm bệnh, thế nhưng từng bước từng bước với đôi chân yếu ớt Ngài vẫn kiên trì hướng về quê mẹ. Ngài đi suốt ngày, chỉ nghỉ ngơi lúc về khuya. Và vì vậy, Ngài đã mang lại phước lành và niềm quan hỷ cho bao nhiêu người được trông thấy và đánh lễ Ngài lần cuối trong cuộc hành trình bảy ngày từ Savatthi đến Nalaka. Trưởng lão Sariputta và Chư Tăng về đến làng lúc trời sẫm tối. Lúc Ngài dừng bước ở cây đa đầu làng, một người cháu của ngài đến đảnh lễ. Ngài nhờ cháu thông báo cho mẹ hay rằng ngài sẽ ở lại nhà bà một ngày, dặn bà sửa soạn căn phòng nơi ngày xưa ngài đã chào đời và cung ứng chỗ trú ngụ cho 500 sa môn. Hay tin quan về, bà Rupasari tự hỏi, vì sao ông ấy về? Vì sao yêu cầu ta cung cấp ngần ấy chỗ ở? Thời thanh xuân thì đi tu, Chẳng lẽ khi tuổi già bóng xí muốn trở lại đời thế tục? Thắc mắc nhưng bà vẫn sắp đặt như lời ngài Sariputta yêu cầu đốt đuốc xoay đường và mời trưởng lão cùng chư tỳ khưu về nhà. Chư tăng theo ngài Sariputta vào sân nhà. Sau khi ngồi xuống trong căn phòng nơi mình đã chào đời, ngài truyền các đệ tử về chỗ tạm trú. Tuy nhiên không ai rời bỏ ngài được vì lúc bấy giờ ngài đã hoàn toàn kiệt lực thân xác ngài phút chốc bỗng đau đớn tột cùng do chứng kiết lỵ phát tác quanh hành ngài đi tả không ngừng các đệ tử của ngài kề cận tận tụy tẩy uế chăm sóc đỡ đần từng giây phút mẹ ngài thấy vậy sanh lòng cảm kích chư vị khi ngài Sariputta tạm yên nghỉ bà cung thỉnh chư tỳ khưu về nghỉ ngơi nơi bà đã dọn dẹp sắp đặt trước và đó là sự cúng dường trong sạch đầu tiên trong đời mẹ ngài đã dâng đến chư tăng theo dõi bệnh tình biết con mình chỉ còn tàn lực mẹ ngài đau xót trong lòng không sao ngủ được bà đứng tựa trước cửa phòng mình lo ưu suy nghĩ đến nửa đêm biết vị trưởng tử của đức phật sắp nhập diệt tất cả chư thiên ở các cõi trời lần lượt xuống trần viếng thăm và đảnh lễ bái biệt ngài từ châu thân các vị ánh sáng liên tục trói ngời và hương thơm tỏa ngào ngạt phòng trưởng lão Sariputta. Mẹ ngài đứng tựa cửa phòng mình trong qua phòng con nên nhìn thấy chư thiên và ánh sáng kỳ diệu này. Bà tự hỏi ai đã đến đảnh lễ con trai của ta? Bà đi đến cửa phòng ngài và hỏi ngài trên đa về bệnh tình của trưởng lão. Trên đa vào thưa trưởng lão, thưa sư huynh, có đại tín nữ đến viếng thăm. Sariputta dịu dàng hỏi mẹ, sao giờ này mẹ chưa nghỉ ngơi, lại vào đây? Mẹ đến thăm con, con yêu quý. Bà trả lời, này con, lúc nãy ai đã vào đây viếng thăm con đầu tiên? Thưa mẹ, đó là tứ đại thiên dương. Như vậy con còn cao quý hơn các ngày ấy. Họ chỉ là những vị hộ pháp, từ khi Đức Phật đản sanh, Họ là những vị cận vệ quá sứ mệnh bảo vệ ngài. Bà hỏi tiếp, sau khi họ đi rồi, vị kế tiếp đến thăm con là ai? Thưa mẹ, đó là vua trời sắc ca, đế thích. Như vậy con yêu, con còn cao quý hơn vua trời sắc ca phải không? Vua trời sắc ca chỉ như một sa di thị giả của một sa môn khi Đức Thế Tôn từ quải trời đao lợi thuyết pháp trở về ông đã kính cẩn mang y bá của đức thế tôn rồi theo hầu và tiễn chân ngài đến tận quải trần và khi vua trời sắc ca đi rồi ai đã đến thăm con mà hào quang tỏa sáng cả căn phòng mẹ ơi là ngài maha Brahma, vị giáo chủ và thiên sư của mẹ đó vậy thì con còn cao quý hơn giáo chủ đại phạm thiên maha Rama của mẹ sao dân thưa mẹ ngày đức tôn sư chào đời chính bốn vị đại phạm thiên đã đến đoán đỡ bậc thiên nhân sư trong một tấm lưới chói vàng rực rỡ nghe vậy người mẹ bà la môn giáo tự hỏi nếu oai lực của con trai mình đã như thế này thì oai lực đức tôn sư của con ta còn hùng vĩ đến đâu nữa nghĩ đến đây bỗng dưng một niềm sung sướng hỷ lạc bừng dậy dân tràn khắp châu thân bà Trưởng lão quán thấy được tâm tư của mẹ, ngài biết rằng đây chính là lúc để mang pháp bảo đến cho bà. Triều mến mà nghiêm trang, ngài hỏi mẹ: "Tín nữ đang nghĩ gì?" Mẹ đang nghĩ, bà trả lời: "Nếu con trai của mẹ phước hạnh giới đức như thế, thì phước hạnh giới đức của thầy con còn vĩ đại đến đâu?" Ngài Sariputta trả lời: "Trong giây phút Đức Tôn Sư chào đời, đêm Ngài xuất gia lìa bỏ đời thế tục, khi Ngài thành đạo và lúc Ngài chuyển Pháp Luân lần đầu tiên, cả hàng dạng thế giới đều chấn động. Không một ai có được giới hạnh, an trụ, trí tuệ, cũng như sự thuần thuộc và nhận thức chân lý giải thoát, vĩ đại sánh bằng Ngài. Rồi trước khi kết thúc kiếp sống cuối cùng, Ngài Sariputta đem hết tâm lực của mình giảng giải cặn kẽ cho mẹ về ân đức của Đức Thế Tôn qua chính danh hiệu Phật. Ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Và như thế, Ngài mang pháp bảo đến cho thân mẫu qua các phẩm hạnh của Đức Phật. Khi bài pháp của người con thân yêu chấm dứt, người phụ nữ bà la môn phát chánh tính trong sạch mạnh mẽ và thành kính nơi tam bảo bà đắc quả nhập lưu nhập dòng thánh vào lúc đó là buổi rạng đông ngài sariputta truyền trưởng lão Chênh đa triệu tập chư tăng khi chư vị đã tề tự ngài dạy trưởng lão Chênh đa đỡ ngài ngồi dậy rồi ngài nói cùng tất cả đã bốn mươi bốn năm Quynh cùng sống và du hành với chư hiền đệ. Nếu huynh đã có một hành vi hay lời nói nào không vừa ý chư hiền đệ, xin hãy tha thứ cho huynh. Chư Tăng đồng trả lời. Bạch Ngài, Đại sư huynh, mặc dù chúng đệ tử luôn theo Ngài như hình với bóng, nhưng chẳng bao giờ, dù chỉ một lần hay một mấy mây, Ngài khiến cho chúng đệ tử buồn lòng. Nhưng nếu chúng đệ tử có lỗi làm gì, xin Ngài hãy tha thứ. Sau đó, vị trưởng đệ tử của Đức Phật sửa y áo chỉnh tề, nhẹ nhàng nằm xuống phía bên phải của Ngài, rồi cũng như Đức Tôn Sư trong giờ phút nhập Niết Bàn, Parini Ngài Sariputta nhập vào và lần lượt ra khỏi các tầng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền sát giới và các tầng thiền vô sắc giới. kỹ đến ngày lại nhập từ sơ thiền đến tứ thiền. Tức khắc sau khi xuất tứ thiền, cũng là lúc dần Thái Dương ló dạng ở đường chân trời, ngày nhập diệt, không bao giờ còn trở lại bể trầm luân sanh tử luân hồi nữa. Hôm ấy là ngày trăng tròn tháng Katika, tức tháng 10, 11 dương lịch, đúng năm tháng trước ngày Đức Phật nhập diệt. Ngài Sariputta thanh thản ra đi sau khi làm tròn được bổn phận cao quý nhất của một người con hiếu thảo là hướng dẫn được đấng sanh thành lúc còn tại thế vào lối sống trong sạch thanh cao của người quan Phật. Phút cuối của cuộc đời hướng dẫn được mẹ an trú vào thiện trí, Ngài đã đền đáp trọn vẹn ân điển đầu tiên của cuộc đời ân của mẹ, phút cuối của cuộc đời, ngài Sariputta ra đi ở trong căn phòng mẹ đã cho ngài chào đời, hết thảy nghĩa ân đã tròn đầy. Từ nay vì không còn sanh nên không còn việc nữa, ngài mãi mãi không còn phải vất vả đi về trong cõi trầm luân đã đến bờ bên kia tang lễ của Ngài Sariputta được cử hành ở làng Nalaka suốt một tuần. Với sự thành kính, tham dự của chư Tăng, chư Thiên và dân chúng, sau đó là lễ trà tì. Suốt đêm quả thiêu nhục thân của Ngài, các vị sa môn thuyết giảng giáo Pháp cho toàn thể thính chúng. Rồi trưởng lão Anuruddha dập tắt đóm lửa quả đàn cuối cùng bằng nước thơm trưởng lão trên đa thu thập xá lợi của ngài và đặt trong một bọc giải. Trưởng lão Trinh đa nghĩ, ta không thể trễ nải thêm chút nào nữa, ta phải quay về bạch lên Đức thế Tôn rằng, anh của ta, sư huynh của ta, trưởng lão Sariputta, vị tướng quân của giáo Pháp đã nhập diệt. Rồi trưởng lão Trinh đa nhanh chóng mang y bác và xá lợi của ngài Sariputta trở về Savatthi. Trọn quãng đường về với Đức Bổn Sư, trưởng lão chỉ dừng bước, tạm nghỉ vào lúc về khuya. Chinda Sutta Tương ưng bộ kinh và chú giải Sau khi Ngài Sariputta nhập Niết Bàn, trưởng lão Chinda, em ruột và cũng là thị giả của Ngài, đem y bác và xá lợi ngài về tịnh xá Jetavana Savatthi, nơi Đức Bổn Sư đang ngủ. Trưởng lão Ananda liền đưa ngài trên đa đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và trình tin ngài Sariputta đã viên tịch. Dù Ananda hằng tu tập thiền định, trưởng lão vẫn vô cùng bàng hoàng và hụt hẫng, buồn bã bạch với Đức Phật. Ôi Đức Thế Tôn, khi con nghe hiền hữu trên đa báo tin Sariputta đã nhập diệt, thân con bủng rụng yếu ớt. Giáo Pháp như không còn sáng tỏ, dạng vật quanh con như mờ nhạt, chìm vào bóng tối. Đức Phật dịu dàng hỏi, vì sao vậy Ananda, khi Sariputta qua đời, có lấy theo của con một phần giới, định, tuệ hay giải thoát nào không? Thưa không Bạch Thế Tôn, nhưng với con, sư huynh đã từng là một người cố vấn, một vị thầy đã đem lại sự phấn chấn quan hỷ và cảm kích khi giảng dạy giáo pháp một hiền hữu, luôn tận tụy phục vụ và giúp đỡ huynh đệ đồng môn. Chúng con cứ nhớ mãi những bài pháp sống động, thú vị và hữu dụng của hiền huynh. Đức Thế Tôn dạy, Này Ananda, không phải như Lai đã từng dạy rằng rồi có một ngày chúng ta sẽ phải chịu ngăn cách ly biệt, tách rời khỏi tất cả những gì ta yêu mến vô cùng. Có sanh, có diệt, có thành, có hoại, có hợp, có tan. Có thể nào giữ chúng được bên ta mãi, không phân ly, không tử biệt hay sao? Chắc chắn không thể được. Dĩ như một nhánh cây lớn đến lúc phải gãy đổ, thì dù thân cây cứng cáp mạnh mẽ đến đâu cũng không giữ nhánh lại được. Sariputta đến lúc dĩnh biệt tăng chúng hùng mạnh. Có muốn bám díu, muốn giữ lại cũng không thể nào được. Vì vậy, Ananda, hãy làm hoàng đảo của chính mình, hãy nương tựa nơi chính mình. Đừng tìm cầu chỗ nương tựa bên ngoài, lấy giáo pháp làm hòn đảo của mình, lấy giáo pháp làm nơi nương tựa, không tìm cầu nơi nào khác. Rồi Đức Bổn Sư đón nhận gói giải bọc xá lợi của Sariputta đặt trong lòng bàn tay mình và nói với chư tỳ khưu. Này các đệ tử, đây là xá lợi của một vị tỳ khưu trước đây không bao lâu đã xin phép Như Lai nhập Niết Bàn. Vị tỳ khưu ấy đã hành trì viên mãn 10 pháp ba la mật từ dạng kỷ qua bao nhiêu đời kiếp. Vị tỳ khưu ấy hỗ trợ Như Lai chuyển bánh xe pháp bảo tối thượng mà Như Lai khởi chuyển. Vị tỳ khưu ý, ngồi cạnh Như Lai là cánh tay phải, là trưởng tử của Như Lai. Vị tỳ khưu ý là bậc đệ nhất trí tuệ trong toàn thập thiên thế giới. Một trí tuệ quảng bác tinh anh nhạy bén sâu sắc và thậm thâm vô lượng chỉ sau Như Lai mà thôi. Vị tỳ khưu ý có hạnh tri túc, ưa nếp sống ẩn dật, không chuộng giao du, nghị lực kiên cường, giới hạnh sáng ngời và là động cơ khuyến tu, ly ác pháp cho hàng huynh đệ. Trải qua 500 kiếp sống, vị tỳ khưu ý lìa bỏ đời thế tục, cực kỳ giàu sang danh vọng để xuất gia, đi theo nếp sống phạm hạnh của người khất sĩ, nhẫn nại như đại địa, khiêm cung như đứa trẻ bụi đời không nhà, hiền lành vô hại như con trâu đã cưa sừng, là vị tỳ khưu ý. Rồi Đức Phật đọc những câu kệ ca ngợi vị đệ tử vĩ đại của Ngài. Lời này cho người suốt năm trăm kiếp, khất sĩ không nhà, thoát dòng tục lụy, thu thúc lục căng, kiên cường, phạm hạnh, đáng kính thay Sariputta, nay nhập diệt rồi. Lời này cho người hạnh lành như đất, nhẫn nại, từ bi, dịu mát vô ngần, kiên định xuất phàm sánh cùng đại địa đáng kính thay sariputta nay nhập diệt rồi lời này cho người khiêm cung tột bực như trẻ bụi đời đi vào đô thị từng bước chậm đều ôm bát xin ăn đáng kính thay sariputta nay nhập diệt rồi lời này cho người nơi phố hay rừng như trâu cư sừng hiền hòa vô hại ấy là Sariputta bậc chiến thắng chính mình đáng kính thay Sariputta nay nhập diệt rồi trích tương ưng niệm xứ Sati Patana sau khi Đức Phật tán thán phẩm hạnh cao quý xuất phàm của Sariputta ngài cho dựng bảo tháp thờ xá lợi của trưởng lão rồi Đức Thế Tôn cho Ananda biết ý muốn du hành đến raja gaha của ngài. Ananda thông báo cho chư tăng và không bao lâu sau, một đại chúng tỳ khưu cùng theo bước bổn sư lên đường. Khi đức Phật vừa đến nơi, ngài Maha Mongalana dùng thần thông bay về đảnh lễ dưới chân bổn sư lần cuối cùng rồi nhập diệt ở ngoại thành Raja Gaha. Đức Phật đón nhận xá lợi của trưởng lão và cho dựng bảo tháp thờ. Sau đó, Đức Phật rời Raja Gaha và lần theo sông Hằng. Ngài đến Ukachela. Nơi đây, Ngài thuyết Ukachela Sutta về Niết Bàn cuối cùng. Barini Pana của hai vị trưởng đệ tử Sariputta và Maha Mongalana Uka -chela Sutta tương ưng bộ kinh. Một ngày nọ, Đức Thế Tôn đang ngủ tại làng Uka -chela của xứ Yakri bên bờ sông Hằng giữa Rajagaha và Vesali. Bấy giờ hai vị trưởng đệ tử Sariputta và Maha Mongalana vừa diên tịch không bao lâu. Đức Bổn Sư ngồi ngoài trời và đại chúng tỳ khưu tề tựu chung quanh trầm tĩnh nhìn các đệ tử đang yên lặng lắng nghe ngài dạy này các tỳ khưu như lai nhìn đại chúng này thì thật có thấy trống vắng vì Sariputta và Mongalana đã ra đi nhưng một đại chúng thì không trống vắng trong lòng như lai và như lai cũng không bận tâm lo nghĩ Sariputta và Mongalana đang ở nơi nào Thế Tôn dạy tiếp, các bậc chánh đẳng chánh giác, chư Phật, chư Thế Tôn quá khứ, đều đã có hai trưởng đệ tử ưu tú lỗi lạc như Như Lai, Quá Sariputta và Mogalana. Các bậc toàn giác, chư Phật, chư Thế Tôn dị Lai cũng sẽ có hai trưởng đệ tử ưu tú lỗi lạc như Như Lai, Quá Sariputta và Mogalana. Kỳ diệu thay, hy hữu thay, về các đệ tử này bởi họ sẽ thực hành theo lời dạy của bổn sư, sẽ thực hành theo giáo giới, sẽ được tứ chúng quý mến, tôn kính và ngưỡng phục. Kỳ diệu thi, hy hữu thi, về bậc toàn giác, bởi khi một đôi đệ tử như vậy mệnh chung, như lai không đau buồn, than khóc, bởi vì này các con, có sanh, có diệt, có thành, có hoại, có hợp, có tan, có thể nào giữ chúng được bên ta mãi? không phân ly không tử biệt hay sao chắc chắn không thể được do vậy này các tỳ khưu hãy làm hòn đảo của chính mình nương tựa nơi chính mình đừng tìm cầu chỗ nương tựa bên ngoài lấy giáo pháp làm hòn đảo của mình lấy giáo pháp làm nơi nương tựa không tìm cầu nơi nào khác thế nào là một vị tỳ khưu tự mình là hòn đảo của mình lấy mình làm nơi nương tựa làm cách nào để giáo Pháp là hoàng đảo và nơi nương tựa. Đó là vị tỳ khưu nương tựa hoàn toàn vào sự hỗ trợ hùng lực của tứ niệm xứ, sống quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán Pháp trên Pháp, tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm để nhiếp phục mọi tham ưu ở đời. Này các tỳ khưu, Bây giờ hay sau khi Như Lai đã đi rồi, bất cứ ai biết tự mình làm hòn đảo của mình, làm nơi nương tựa của mình, không tìm cầu nơi khác, bất cứ ai biết lấy chánh pháp làm hòn đảo và nơi nương tựa, đó là người đệ tử thật sự của Như Lai và sẽ đạt đạo quả cao quý nếu quyết tâm tu tập như vậy. Thay lời kết xin được mượn bài pháp khuyến tu thâm sâu và cảm động Ukachela Sutta trên đây của Đức Thế Tôn để thay lời kết cho câu chuyện cuộc đời của Upatissa, người thanh niên đã trở thành vị trưởng đệ tử của Đức Tôn Sư Sariputta, vị tướng quân của giáo Pháp kính yêu. Ngài Sariputta nhập diệt vào ngày trăng tròn tháng Katika, tháng 10 11 dương lịch. Nửa tháng sau, vào ngày mùng 1 ngày Maha monggalana nhập diệt ở tảng đá đen Kalashila trên sườn núi Ishigli. Và nửa năm sau đó, Đức Phật nhập Niết bàn vào ngày trăng tròn tháng Vesakha. Có thể nào cuộc kết hợp của ba chúng sanh vĩ đại ấy, một duyên lành lớn lao như thế? trổ quả ân phước vô lượng cho chư thiên và nhân loại như thế chỉ là một dung rủi ngẫu nhiên. Chắc chắn không phải là như vậy. Các chuyện tiền thân từng kể về những mối liên hệ mật thiết giữa ba vị trong quá khứ và trưởng lão Nagasena trong quyển Mi Tiên Vấn Đáp cũng nói rằng trong hàng trăm ngàn kiếp sống đã qua, Ngài Sariputta từng là cha, ông, chú bác anh em con cháu hay bằng hữu của đức bồ tát rồi biển trầm luân mệt mỏi rã rời nơi nhân duyên và nghiệp quả nối kết ba vị với nhau theo dòng thời gian cuối cùng đã đoạn tận nghiệp quả từng dẫn ba vị đắm trong sanh tử luân hồi nay nhường chỗ cho quả vị bất tử dòng thời gian mà nói cho cùng chỉ là một chuỗi phù du vô, vô thường của các pháp nay trở thành phi thời gian vì không còn cuốn hút và chi phối ba vị nữa ngũ uẩn tan rã bến bờ giải thoát cuối cùng đã đạt và trong kiếp sống cuối cùng ba vị đã tỏa sáng một hào quang rạng ngời phạm hạnh trí tuệ và giải thoát xoay chiếu khắp tam giới nguyện cầu hào quang ý mãi rạng ngời